Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ học qua bài Đại Bảo Quảng Bác Lâu Cát Thiện Trụ Bí Mật Đà Ra Ni, được trích từ trong kinh có cùng tên với bài chú. Tựa đề bài chú có vài cách đánh vần khác nhau tùy theo các tài liệu mà chúng ta tham khảo. Có một số tài liệu ghi là Đại Bảo Quảng Bác Lâu Cát Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni. Tài liệu thứ hai ghi là Đại Bảo Quảng Bát Lầu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà Ra Ni. Và một số tài liệu khác ghi là Đại Bảo Quảng Bát Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni. Tức là chữ bát, một số tài liệu ghi là chữ T, một số ghi là chữ C. Một số tài liệu ghi là Lâu Các và một số tài liệu khác là ghi là Lầu Các. Tên tiếng Phạn của bài chú này là Mahamani Vipula Vimana Vishva Supratishthita Guhya Parama Rahasya Kauparaja Dharani. Hoặc là có cái chữ Arya ở ngoài trước. Chữ Vipula nghĩa là to lớn, vĩ đại, cho nên chữ Quảng Bác có đồng nghĩa. Chữ Vimana nghĩa là đền đài, cung điện, tiếng Anh gọi là palace, nên chữ lầu cát là đồng nghĩa. Tên tiếng Anh của bài chú này là The Secret Tyranny of the Great Treasure in Good Dwelling. Kinh này gồm có 3 quyển do Ngài Bất Không dịch vào đời Đường, cũng được gọi tắt là Bảo Lâu Cát Kinh, được thu vào Đại Chánh Tạng tập số 19. Sau đây là bản dịch do Ngài Huyền Thanh biên soạn. Nẵng mạc tá Phật Đá tha nghiệt đa nam, án vĩ bổ la nghiệt bệ, ma nê bác la bệ, đát tha đa, nể nại xã ninh, ma nê tô bác la bệ, vĩ ma lê sa nghiệt la, nghiễm tỳ lệ hồng hồng, nhập phộc la, một đà, vĩ lô chỉ đế, ngu tứ dạ, địa sắc sĩ, đa nghiệt bệ, sa phộc hà. Namasarvat Tathagatanam Om Vibula Garbhe Mani Prabhe Tathata Nidarshane Marni Marni Suprabhe Vimale Sagara Gambhire Hum Hum Chwala Chwala Buddha Vilokite Guhya Adhishthita Garbhe Swaha. Bản dịch của sư Viên Đức có luôn cả câu tâm chú và câu tùy tâm chú. Nẵng mồ tác phạ đát tha, nghiệt đa nẩm, úng, vị bổ lạ nghiệt bệ, mã nỉ bác ra bệ, đát tha đa, nể nại xả nỉnh, mã nỉ, tô bác ra bệ, vĩ mã lê ta nghiệt ra, nghiễm tỷ lệ, hồng hồng nhập phạ lã, một đà, vĩ lô chỉ đế, hủng đế, dạ địa sắc sĩ, đa nghiệt bệ ta phạ ha. Và câu tâm chú là úng ma nỉ phạ nhật ra hồng. Và câu tùy tâm chú là úng ma nỉ đà ly hồng phấn tra. Hai câu tâm chú này nguyên bản tiếng Phạn là Om Mani Vatre Om Om Mani Dhare Om. Một phiên bản khác nữa được người Nga hành trì thì thiếu phần Namasarvatathagatanam ở đầu. Tuy nhiên cuối bài chú thì có thêm câu chú Padmadharamoka Jayate Guru Guru Swaha. Thì toàn bộ câu chú đó được ghi nhận như sau: Om Vipula Garbhe Mani Prabhe Tathagatani Darshane Mani Mani Sup Prabha Vimale Sagara Gambhire Hum Hum Chwala Chwala Guhya Dhishthite Garbha Swaha Padma Dhara Moga Jayate Guru Guru Swaha. Trong quyển Consecration Ritual in South Asia soạn bởi Itzvan Kiel,
xuất bản năm 2017, ghi nhận câu chú này như sau: Namasarva Tathagata Nam Om Vipula Garbhe Marni Brabhe Tathagata Nidarshane Marni Marni Suprabhe Vimale Sagara Gambhire Hum Hum Jwala Jwala Buddha Valokite Guhya Dishthita Garbhe Swaha. Dựa vào các nguồn của câu chú nói trên, chúng ta ghi lại câu chú hoàn chỉnh và chính xác phạn ngữ như sau: Namasarvatthagatanam Om Vipulagarbhe Manibrabhe Tathagatanidarshane Marni Marni Suprabhe Vimale Sagara Gambhire Hum Hum Jwala Jwala Buddha Valokite Guhya Dishthita Garbhe Swaha Om Mani Vatre Hum Om Mani Dhare Hum Phat. Đó, thì trong câu chú này thì chúng ta sẽ đọc như sau. Chữ này đứng một mình lại đọc là Namaha, nhưng mà đứng ráp chung với chữ Sarva thì chúng ta đọc là Namasarva Namas Namasarva Tathagata Nam. Thấy không? Chữ nào hai nhịp thì chúng ta nên nhấn cái chữ đó kéo dài hai nhịp. Sarva Tathagata Nam Om Vipula Garbhe. Thấy không? Thì trong cái câu đầu này là chữ tha là hai nhịp ha. Chữ Sarva Ta là một nhịp hết, còn tha rồi chữ ta cũng là hai nhịp, chữ nam cũng là hai nhịp. Nam chứ không phải là năm. Nam Om Vipula Vipula Garbhe Garbhe Ga, rồi uốn cong nữa là thành chữ R. Garbhe, chữ B là âm bậc B. Marni Marni, chữ N này phải uốn cong lưỡi lại và búng ra. Marni Prabhe 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 Tathagata Tathagata Nidarshane Nidarshane Nidarshane. Chữ S này để ến cong cái lưỡi lên. Sha Shane. Chữ N là hai nhịp. Chữ Tha này cũng là hai nhịp luôn. Marni Marni Suprabhe. Chữ B là hai nhịp và âm bậc. Suprabhe Vimale Sagara Sagara Gambhire. Chữ B là hai nhịp và âm bậc. Chữ R là hai nhịp. Hum Hum Jwala Jwala. Chữ Jwa là hai nhịp, chữ La là một nhịp. Jwala Jwala Buddha Buddha. Chữ A này là hai nhịp, bởi vì là hai chữ ghép lại là Buddha và Avalokite, cho nên chữ A của chữ A cuối của chữ Buddha và chữ A đầu của chữ Avalokite ghép lại là thành chữ A dài là Buddha Avalokite, kéo dài ngay chỗ chữ A, chữ O và chữ E. Buddha Avalokite Guhya Dishthita Garbhe Swaha. Chữ này là Guhya Guhya, chứ không phải là Guhya, không phải là chính xác là ba âm, mà là cũng như là hai âm rưỡi vậy đó. Guhya 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 Dishthita Garbhe Swaha. Câu tâm chú là Om Mani Vatre Om Om Mani Vatre Om Om Mani Vatre Om Om Mani Dhare Om Phat. Om Mani Dhare Om Phat. Thì ý nghĩa của từ ngữ là chữ Vimana nghĩa là lầu cát, palace. Chữ Guhya là bí mật. Chữ Namah
là quy y, quay về nương tựa, chữ Sarva là tất cả, chữ Tathagata Nam là chư Như Lai, Như Lai đẳng, chữ Om là một từ thiêng liêng, là gốc của pháp tánh của vũ trụ nên ta không dịch nghĩa. Chữ Vipula âm là Tỳ Bố La hay Tỳ Phú La, nghĩa là to lớn, vĩ đại. Tiếng Anh gọi là big, great, spacious. Chữ Garbha hay là Garbhe là tàng, kho, phôi thai, tử cung, ngọn lửa, kín bên trong. Tiếng Anh là embryo, fire, womb, interior, middle, union. Chữ Mani là bảo, tiếng Anh gọi là jewel. Chữ Prabha hay là Prabhe là ánh sáng, tiếng Anh là light, radiance, glow, beauty. Chữ Tathagata là Như Lai, tiếng Anh là the epithet of the Buddha, coming into suchness, thus coming, walking in suchness. Chữ Nidarshana là hướng dẫn, dạy dỗ, chỉ cho, tiếng Anh là text, diagram, teaching, example, sign, image, indication. Chữ Suprabha, tiếp đầu ngữ su, có nghĩa là tối cao, tiếng Anh là very good, type enhancing particle. Do đó, chữ Suprabha là ánh sáng tối thượng, hay còn được dịch là bảo châu, nếu đó là tên một vị nào đó. Chữ Vimala là vô cấu, tiếng Anh là pure, unsullied, without blemish. Chữ Sagara là biển, hay là ca ngợi, tiếng Anh là ocean, hay là praised. Chữ Gambhira hay Gambhira là sâu, thâm sâu, hoặc là hoa sen, hay là nghiêm túc, tiếng Anh là depth, lotus, hay là serious. Chữ Hùng, Hùng là phá các nội và ngoại chướng. Chữ Chwala, Chwala là sáng chói, tiếng Anh là glowing, glowing, flame, chiếu rọi, thiêu đốt các nội và ngoại chướng. Chữ Buddha là giác giả, tiếng Anh là awaken. Vilokita hay là Vilokite là quán chiếu. Tiếng Anh là seen, glance, observation. Guhya là bí mật, tiếng Anh là secret, hidden. Adhishtita là được thành lập, tuân thủ, quản lý. Tiếng Anh là establish, abiding, manage. Swaha là thành tựu, ký tường, tiếng Anh là exclamation hail, glory. Chữ Padmadhara là cầm hoa sen, tiếng Anh là holding the lotus. Chữ Amogha là luôn thành công, luôn luôn chiến thắng, không bao giờ thất bại, tiếng Anh là never failing, succeeding. Chữ Jayate là chiến thắng, to conquer, conquer, surpass. Chữ Kuru là làm, tiếng Anh là to do. Thí dụ như là chữ Chayapanam, Kuru là pha trà, tức là mình làm một hành động gì đó, to make tea. Chữ Swaha là thành tựu, kiết tường, tiếng Anh là exclamation hail, glory. Chữ Vajra hay là Vajre là kim cang, rắn chắc, bất hoại. Chữ Dhare là trì, chấp, giữ, hay là cầm, mang, nắm. Thì công năng của bài chú này là, trong kinh ghi là Đà La Ni này có uy đức lớn, Đức Phật do Đà La Ni này mà thành đạo, do Đà La Ni này mà hàng phục chúng ma, hay diệt các ác chướng, hay thành sáu độ, sạch paramita, tức là sáu ba la mật. Nếu chép nơi chuông, trên điện, trên lụa, vải, trên giấy, trên vách tường, trên bảng, vân vân, những vật trên đó có các chúng sanh mắt tạm được thấy, hoặc thân tay chạm đến, hoặc trói qua trong hình bóng và các người khác đụng chạm đến người này, hoặc mang nơi thân, hoặc đeo nơi đảnh, hoặc chép nơi trên vật có tiếng, hoặc người nghe thấy tiếng ấy, hoặc người đọc tụng, hoặc chỉ nghe tên Đà La Ni này. Những chúng sanh như vậy, dù có những tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, thảy đều tiêu diệt, quyết định sẽ chứng đắc vô thượng bồ đề. Những người kể như trên, ở nơi hiện đời,
được vô lượng trăm ngàn công đức, thường được quốc vương, tể quan, nhà nước hay quốc gia tuyên thán. Bốn chúng cung kính vui mừng, không thọ thế gian các thứ khổ não, độc dược, dao gậy, các nạn nước lửa, tất cả các ác thú như sư tử, cọp, sói không dám làm hại. Công năng nữa là lại không bị các nạn trộm cướp, các độc xà, các tà thần, quỷ mị. Hiện thân không thọ tất cả các bệnh, nghĩa là bệnh rét, bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh răng, bệnh môi, bệnh yết hầu, bệnh đầu, bệnh cổ, các bệnh của chi phần, bệnh tai, lưng, hông, rúng, trĩ, đáy sưng, lỵ, nhọt rò, nhọt, đầu gối, gót chân, mụn con, ban, dạ dày, ghẻ lở, sẹo, lắc, hắc lào. Hết thảy các bệnh như vậy không dính vào thân. Thứ nữa là không bị trù rủa, yếm đảo, trùng độc, chú trớ, thư nộp mà dính nơi thân, không bị tai hoạnh mà chết. Công năng nữa là nằm ngủ yên ổn, thức thì an vui, ở trong chiêm bao mộng thấy trăm ngàn cõi Phật, cùng thấy chư Phật và Bồ Tát đoanh vây chung quanh, khi mạng gần chết, tâm không tán loạn, tất cả chư Phật hiện ra trước mặt an ủi. Công năng kế tiếp là lại tất cả các loài bàn sanh như nai, chim, mòng mũi, trùng, kiến, ong bướm, cho đến thai noãn, thấp hóa, các loài hữu tình, nghe danh Đà Ra Ni này, hoặc thân chạm xúc, hoặc trong bóng ngã qua, quyết định sẽ đắc vô thượng bồ đề. Và công năng cuối cùng là lại có người nào trên đỉnh núi cao tụng Đà Ra Ni này, tầm mắt phóng thấy tận đến chỗ nào, tất cả chúng sanh ở nơi ấy đều được diệt trừ tất cả tội nghiệp. Đây là nguồn của những câu chú nói trên. Chúng ta chép ra những cái nguồn như thế này để chúng ta có thể xem. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta đọc bài chú thêm một vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt. Namasarvatthagatanam Om Vipulagarbhe Maniprabhe Tathagatanidarshane Marnimani Suprabhe Vimale Sakara Gambhire Om Om Chwala Chwala Buddha Valokite Guhya Dhishthita Garbhe Swaha Om Mani Vatre Om Om Mani Dhare Om Phat Namasarvat Tathagatanam Om Vipulagarbhe Maniprabhe Tathagatanidarshane Marnimani Suprabhe Vimale Sakara Gambhire Om Om Chwala Chwala Buddha Valokite Guhya Dhishthita Garbhe Swaha Om Mani Vatre Om Om Mani Dhare Om Phat Namasarvat Tathagatanam Om Vipulagarbhe Maniprabhe Tathagatanidarshane Marnimani Suprabhe Vimale Sakara Gambhire Om Om Chwala Chwala Buddha Valokite Guhya Dhishthita Garbhe Swaha Om Mani Vatre Om Om Mani Dhare Om